Tối ngày 27 tháng 11, ngay sau lễ đón trọng thể Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng và phu nhân cùng đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam tại Phủ Thủ tướng Nhật Bản ở thủ đô Tokyo, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng và Thủ tướng Nhật Bản Kishida Fumio đã tiến hành hội đàm cấp cao. Tại cuộc họp báo quốc tế, do Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng và Thủ tướng Nhật Bản Kishida Fumio đồng chủ trì, để thông báo về kết quả hội đàm cấp cao, Thủ tướng Kishida Fumio đã thông tin cuộc hội đàm với Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng rất thành công. Hai bên đã trao đổi về định hướng quan hệ Nhật Bản-Việt Nam trong tương lai và đồng ý nâng cấp quan hệ hai nước. Phát biểu tại cuộc họp báo, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng nhấn mạnh, chúng tôi thống nhất cùng ra tuyên bố chung về nâng cấp quan hệ hai nước lên đối tác chiến lược toàn diện vì hòa bình và thịnh vượng tại châu Á và trên thế giới. Đây là sự kiện quan trọng, mở ra chương mới trong quan hệ Việt Nam-Nhật Bản phát triển thực chất, toàn diện, hiệu quả, gắn kết chặt chẽ, đáp ứng lợi ích của hai bên, đóng góp vào hòa bình, ổn định, hợp tác, phát triển ở khu vực và thế giới. Hai bên cũng thống nhất những phương hướng lớn, chủ đạo của quan hệ hữu nghị hợp tác Việt Nam-Nhật Bản trong thời gian tới. Theo đó, hai bên sẽ cùng xúc tiến hợp tác trong 4 lĩnh vực. Về chính trị, quốc phòng an ninh, hai bên nhất trí tăng cường giao lưu, tiếp xúc cấp cao hàng năm. Tiếp tục triển khai hiệu quả các cơ chế đối thoại hợp tác đã có và thiết lập cơ chế hợp tác mới, tăng cường hợp tác quốc phòng an ninh thực chất, hiệu quả. Về hợp tác kinh tế, Thủ tướng Kishida Fumio cho rằng Việt Nam là đối tác cần thiết của Nhật Bản để hướng tới thực hiện sáng kiến Ấn Độ Dương, Thái Bình Dương tự do, rộng mở. Hai bên nhất trí tiếp tục tăng cường liên kết kinh tế, thúc đẩy hợp tác đảm bảo an ninh kinh tế, mở rộng hợp tác các lĩnh vực mới như đổi mới sáng tạo, chuyển giao công nghệ, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh. Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng đánh giá cao đóng góp tích cực của Viện trợ phát triển chính thức Nhật Bản và việc Nhật Bản tiếp tục hỗ trợ Việt Nam thực hiện công nghiệp hóa, hiện đại hóa, xây dựng nền kinh tế độc lập, tự chủ, trong đó có giảm phát thải ròng carbon bằng không vào năm 2050. Về kết nối nguồn nhân lực, Thủ tướng Kishida Fumio khẳng định nguồn nhân lực Việt Nam là sự hiện diện không thể thiếu trong tiến trình phát triển kinh tế, xã hội của Nhật Bản, đồng thời cho hay hai nước sẽ mở rộng giao lưu thế hệ trẻ. Về hợp tác trên các diễn đàn khu vực và quốc tế, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng cũng nhấn mạnh, hai bên khẳng định sự cần thiết của việc duy trì trật tự quốc tế tự do và rộng mở trên cơ sở tôn trọng luật pháp quốc tế, phối hợp chặt chẽ tại các diễn đàn quốc tế và khu vực về những vấn đề cùng quan tâm, trong đó có vấn đề Biển Đông. Sau khi tiến sát mốc 73 triệu đồng một lượng vào đầu giờ sáng, giá vàng SJC liên tục được điều chỉnh tăng nhiều lần trong buổi sáng ngày 28 tháng 11 và hiện vàng SJC đã chính thức vượt xa mốc này sau khi các doanh nghiệp điều chỉnh giá bán tăng sốc thêm hơn 1 triệu đồng một lượng so với đầu giờ sáng. Cụ thể, ghi nhận giá vàng vào 10 giờ 30 phút tại thành phố Hồ Chí Minh, tập đoàn Phú Quý niêm yết vàng SJC tăng lên 72,5 triệu đồng một lượng mua vào và 73,5 triệu đồng một lượng bán ra, tăng 750.000 đồng chiều mua và 1,05 triệu đồng chiều bán. Tương tự, công ty BNJ cũng tăng giá vàng SJC lên 72,3 triệu đồng một lượng mua vào và 73,1 triệu đồng một lượng bán ra, tăng 700.000 đồng chiều mua và 600.000 đồng chiều bán. Cùng thời điểm tại Hà Nội, công ty SJC báo giá vàng SJC ở mức 72,5 triệu đồng một lượng mua vào và 73,52 triệu đồng một lượng bán ra, tăng 800.000 đồng chiều mua và 1 triệu đồng chiều bán. Thông tin từ Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam cho biết, trong 5 năm qua, tổ chức công đoàn đã đề xuất tăng mức lương tối thiểu vùng với tổng mức tăng là 25,34% và Hội đồng Tiền lương Quốc gia đã chấp thuận ở mức tăng là 23,3%. Tại phiên họp của Hội đồng Tiền lương Quốc gia vào tháng 8 vừa qua, mức đề nghị mà Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đưa ra là tiếp tục tăng 6% như năm 2022. Song Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam cho rằng, tìm kiếm đơn hàng, giữ được việc làm cho người lao động là điều quan trọng hơn trong bối cảnh hiện nay. Tại phiên họp này, Hội đồng Tiền lương Quốc gia đã thống nhất khoảng thương lượng tăng lương tối thiểu đến cuối năm 2023. Hồi cuối tháng 9, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội đã báo cáo Chính phủ cho phép lùi thời gian họp thương lượng. Theo ông Tống Văn Lai, Phó Cục trưởng Cục Quan hệ Lao động và Tiền lương, dự kiến trong tháng 12 tới, Hội đồng Tiền lương Quốc gia mới họp lại để xem xét phương án khuyến nghị tăng lương tối thiểu vùng cho năm 2024. Theo tiến độ này, lương tối thiểu vùng khó có thể tăng từ ngày 1 tháng 1 năm 2024. Trong 10 năm qua, lương tối thiểu vùng thường được điều chỉnh vào ngày 1 tháng 1 hàng năm, riêng năm 2022 là từ ngày 1 tháng 7 và áp dụng đến nay. Theo Bộ Lao động Thương binh và Xã hội, từ năm 2014 đến nay, lương tối thiểu vùng đã trải qua 8 lần điều chỉnh với mức tăng 15,2% năm 2014, 14,2% năm 2015, 12,4% năm 2016,
7,3% năm 2017, 6,5% năm 2018, 5,3% năm 2019, 5,5% từ năm 2020 đến tháng 6 năm 2022 và 6% từ tháng 7 năm 2022. Sáng ngày 28 tháng 11, Quốc hội đã biểu quyết thông qua luật kinh doanh bất động sản, sửa đổi với 495 đại biểu tán thành, chiếm 94,13% tổng số đại biểu Quốc hội. Trước đó, Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế của Quốc hội Vũ Hồng Thanh đã trình bày báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo luật kinh doanh bất động sản, sửa đổi. Theo báo cáo, có ý kiến đề nghị bổ sung quy định đối với hoạt động đầu tư xây dựng nhà ở xã hội để cho thuê do Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam là cơ quan chủ quản dự án đầu tư. Về vấn đề này, Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế Vũ Hồng Thanh cho biết, dự thảo luật nhà ở, sửa đổi hiện đã có các quy định về việc Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam là cơ quan chủ quản dự án đầu tư xây dựng nhà ở xã hội chỉ bằng nguồn tài chính công đoàn cho công nhân, người lao động thuộc đối tượng được hưởng chính sách nhà ở xã hội thuê. Tuy nhiên, hoạt động đầu tư xây dựng nhà ở xã hội để cho thuê của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam là phi lợi nhuận, không phù hợp với khái niệm kinh doanh bất động sản tại khoản 1, điều 3. Do đó, dự thảo luật không điều chỉnh đối với việc cho công nhân, người lao động thuê nhà ở xã hội do Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam là cơ quan chủ quản dự án đầu tư theo quy định của pháp luật về nhà ở, Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế của Quốc hội giải trình. Có ý kiến cho rằng, quy định trường hợp cá nhân kinh doanh bất động sản với quy mô nhỏ thì không phải thành lập doanh nghiệp kinh doanh bất động sản nhưng phải kê khai nộp thuế như dự thảo luật là không khả thi, do khó xác định được quy mô nhỏ, dễ phát sinh tiêu cực, trốn thuế. Đề nghị kinh doanh bất động sản thì đều phải thành lập doanh nghiệp, không phân biệt quy mô. Về hiệu lực thi hành, luật kinh doanh bất động sản có hiệu lực thi hành từ ngày 1 tháng 1 năm 2025, bảo đảm đồng bộ về chính sách với dự thảo luật nhà ở. Sáng ngày 28 tháng 11, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân xã Vinh Hiền, huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên Huế cho biết, cơ quan chức năng đang truy bắt đối tượng dùng kéo đâm chết người tại địa phương, rồi bỏ trốn. Thông tin ban đầu, tối ngày 27 tháng 11, 4 nam thanh niên cùng trú tại xã Vinh Hiền ăn nhậu tại một quán ở thôn Hiền Hòa 1, xã Vinh Hiền. Đến khoảng 23 giờ 30 phút cùng ngày, sau khi ăn nhậu xong, hai trong số 4 thanh niên nói trên xảy ra mâu thuẫn, gây gổ với nhau. Một người là đối tượng đang bị truy bắt sinh năm 1994 và người còn lại là nạn nhân sinh năm 1995. Đối tượng chạy vào quán nhậu lấy kéo, rượt đuổi đâm nạn nhân, khiến nạn nhân tử vong tại chỗ. Cùng với việc truy bắt đối tượng, lực lượng công an huyện Phú Lộc cũng đã đến khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi để điều tra làm rõ vụ việc.